Nó lạ quá luôn. Rồi chị hai lại luôn đi chị hai, chủ đủ 5 người đi chị hai. Mẹ vợ khách mà hàng ở đây 5 người, con cha mà nhận giấy kìa. Đây bán 5 phiếu. Có phiếu là có quà. 3, 4, chị hai phải không? Rồi 5, nó 5 người cho nó gọn đã gồ luôn. Đây. Dạ được rồi chị. Rồi, chị ăn với Thảo nha chị. Rồi, rồi bữa cơm đây. Rồi. Chị Đông nổi không chị Đông? Ê, giờ ăn lấy Thảo với chị của em đó nha, mấy chị em bên bên nước ngoài nha, không phải ở đây. Dạ, cái vô. Rồi, rồi. Rồi còn túng quà nữa em ơi. Còn con có chị hai túng quà nữa. Rồi, đó, vậy đó, dạ, còn con không? Lấy Thảo với chị. Năm người vô đó, 5 người lại. Con muốn cái gì đâu nè. Cháu ngoại, cháu hai ơi. Chị. Rồi, 5 người vô đi, ai có việc nắm đi, nắm với chị. Tôi về cái em đi. 5 người lại. Con cứ là chị dẫn lại bằng đi, lại nhỏ không chị nói ơi. Rồi 5 người. Đây. Rồi, anh gửi chị, chị ăn lấy Thảo nha. Dạ dạ, có gì đây chị ơi. Ăn lấy Thảo với gia đình của cô 7 rồi. Rồi, cảm ơn nghe thứ hai chú ra. Không có gì chị. Dạ. Rồi chị ăn lấy Thảo. Dạ dạ. Cảm ơn mấy chị của mình đó. Có chị mình bên nước ngoài, không phải mình. Dạ cậu. Có đủ năm phần này rồi mà. Rồi rồi đủ năm phần này rồi. Hai người luôn ha. Con cắt cái này cái đi. Nhận lại năm con còn phiếu rồi nhận. Có con này của bà bảy bông. Ý là mỗi lượt một phiếu, rồi nếu mà hai phiếu thì quay lại lần thứ hai chứ không có một cái nhận hai phần. Quay lại lần thứ hai. Bây giờ nhận một phiếu rồi. Ờ, mỗi lần lấy một phiếu vậy đi cho nó đừng có lộn. Phiếu đây bà nhận mới có 3 phiếu à. Vô phiếu đi cho chảy ra người. Đó lại cái là tới liền. Đây đây chị tôi. Rồi cái chút cơm chảo vô tôi đưa phiếu nữa. À dạ vậy nè, làm vậy chẳng nó không lộn. Không lộn. Không lộn chứ gì hết. Rồi vậy anh thấy thảo nha. Gạo thì mẹ mình với quà, bán gạo thì mình với quà. Chị rồi con quay lại con nhận cho bà ngoại con luôn. Rồi 5 người nữa vô bạn ơi. Ra đây, cô bà bảy bông. Rồi đây. Đây. Rồi. Dạ con cảm ơn cậu. Ờ, có gì đâu. Nhiều đồ Tết đi cậu kiếm quà nữa. Tại lâu chứ mình bắt cái lẹ lắm. Rồi, giờ 5 người đi. Rồi hả? Rồi hả? Rồi, 4 người thì mình bắt 4 người. Đây rồi. Giờ cái bếp này để dành Tết nữa. Mỗi lần in lâu quá, in là lâu quá. Rồi lấy phiếu này luôn, nặng 5 vậy như vậy. Rồi đây đây, rồi cảm ơn rồi, cảm ơn nhiều. Em chưa nhận quà, cảm ơn anh gì. Có quà nó nhận chứ đâu. Rồi chị ăn cái Thảo đi chị. Thảo cho em nha. Rồi. Trời ơi quay rồi nãy. Quay rồi đây. Đây. Đây gần đây ông luôn biết rồi, luôn biết rồi, còn không biết rồi. Cảm ơn nha mẹ. Dạ, cảm ơn con. Dạ.
đây rồi cái tấm tấm quà đó em ơi. Rồi tấm lại cho rồi lấy áo gia đình cậu. Nè cái bản này con ca cầm gạo về đứa quả mến. Ủa bên đâu là chưa mà thì ba chưa ba chưa. Chưa chưa đứa. Đâu có tháng nữa. Con cấm gạo là. Ủa nãy cái bạn này lấy phiếu chưa? Rồi mình lấy tấm quà cho thằng ba. Rồi. Đây là hai phần. Lấy một gạo tám ơi. Đây phần thúc. Người già có mấy người già đi chú. Rồi con hai. Lấy cho một gạo thôi. Thôi đủ rồi. Đó phải không? Cảm ơn con nhiều nha. Rồi ăn cái thảo cậu. Mấy cô mấy anh chị bên nước ngoài á. Dạ thấy mình làm vô thay mặt đi. Rồi. Về lấy thảo với mấy con đủ ra. Thằng miệng dữ chán. Mình phát cái lẹ lắm. Ủa cái phần gạo đó có đưa cái quà chưa? Có rồi. Dạ. Cái đó hai phần á. Dạ. Hai phần lấy rồi. Dạ. Ba phần. Đây, năm. Rồi cảm ơn chị Năm nha. Ủa cái này là ai? Này dâu của mẹ á. Là ở vậy hả? Ờ dạ. À, mới biết bữa nay luôn á, đâu có biết đâu. Dạ, bố khỏe hết trơn. Ông đưa tôi phiếu ơi. Tụi bao đưa hội lộn xộn cho mày hết. Ông ai phiếu đưa quá, ông có một phần, ông mất phần chịu à. Nè. Rồi cho phần nữa phải không? Của cậu Tơ Quang phải không? Đó. Đây là của chị Sáu. Phần chị Sáu đây. Bây giờ phần này tiếp nữa phải không? Cần cái phiếu này. Rồi, cái phiếu này. Đây một gạo cho chị Bảy giúp đi. Rồi cho thằng con của chị Chính Thảnh nữa. Rồi cho anh cảm ơn nha con. Rồi cảm ơn chị Bảy nha. Của chú Út. Tư. Của ông Tư. Rồi đủ nè. Mình phát nó dễ. Ê, con bắt nước là con bắt đậu. Đâu rồi? Nè, có quà chưa? Có rồi hả? Rồi, cảm ơn 10 gì ăn lấy thảo 10 đó. Dạ. Đây. Rồi con. Đấy, rồi, cảm ơn Đạt nha. Đây, cô Dũng đây. Dũng ba bao gạo tắm. Dũng gì cái chị cái cô gì đó chứ Dũng nó mất hay gì rồi. Không đâu có cái này là Dũng bị bệnh đó. Hai người đây, đây hả? Dũng bị bệnh mà Dũng chổi cái chổi 10.000 đó. Rồi. Cảm ơn nhiều nha. À, dạ, đi, đi chú Dân ơi. Dạ. Không mình lúa phải chứ đẹp cái gọt lẹ lắm. Ủa con lãnh cho ngoại con rồi hả? Yeah.